Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình đi dạo phố, chia sẻ đến các bạn là phố Hàn Quốc. Khi mà đi dạo phố mua sắm thì có những cái điều gì thú vị, và nhân tiện cuối tuần thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn về câu chuyện tôn giáo trong hôn nhân giữa người nước ngoài và người Hàn Quốc. Ở đây cũng là một cái vấn đề dạo này khá là nổi và gây ra nhiều những cái mâu thuẫn trong cuộc sống, hay những cái vấn đề phát sinh cũng có thể dẫn tới ly hôn và một số những cái điều đáng chú ý. Nếu mà bạn nào có định lấy chồng Hàn Quốc thì cần phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ về tôn giáo của đối phương mà mình chuẩn bị kết hôn. Ngày hôm nay thì mọi người nhớ theo dõi video, đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại tuổi thơ một chút về cái bánh kẹo đường. Đây gọi là Squid Game. Các bạn có thể thấy trong Squid Game nó có thường có những cái hình như thế này rồi. Và những cái hình này thì nếu mà vào Squid Game mà gặp hình này chết chắc các bạn ạ. Em mới xem cái phim đấy xong mà thấy nó cũng nói chung là rất là ý nghĩa. Và phim tại sao nó nổi tiếng như thế thì cũng thấy rất là chất lượng. Và cái kẹo đường này thì 1.000 won một cái các bạn ạ. Cũng không có đắt. Và là người ta dùng đường người ta thắng ra. Ở đây thì có cô là cô ấy đi xin tiền trợ cấp cái gì đó. Nói chung là nhiều người cho tiền đấy, nhiều người quyên góp. Còn bên cạnh thì có một chú nướng khoai cũng kéo một cái xe. Đây, nhiệt độ bây giờ là âm 4 độ C, khá là lạnh. Tuy nhiên thì ở nhà rất là buồn, cuối tuần rồi. Chồng mình thì có đi công tác xa một chút và hôm nay thì không có về, cho nên là mình đang định đi ra ngoài đi dạo một chút, tập thể dục và đi ăn một bát phở Việt Nam. Trong lúc đang đợi xe buýt thì mình nhớ đến một câu chuyện, đó là có một chị lấy chồng ở bên Hàn Quốc và lấy phải một gia đình cuồng đạo, vì vậy là đã phải ly hôn và sống thì nó rất là khó khăn. Hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn một câu chuyện, đó là một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc cuồng đạo tôn giáo, vì vậy là dẫn đến việc đổ vỡ. Và khi mà bạn nào định lấy chồng Hàn Quốc hay là trước khi kết hôn thì nên tìm hiểu về tôn giáo của người chồng, tìm hiểu kỹ về một người đàn ông, đặc biệt là cái vấn đề tôn giáo khá là quan trọng. Mình thì trước đây cũng không có nghĩ là cái vấn đề tôn giáo nó lại ảnh hưởng nhiều như vậy tới cuộc sống hôn nhân, và mình cũng không thể nghĩ được rằng là chỉ vì tôn giáo thôi mà họ cũng có thể ly dị và không thể sống được với nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn chuyện về tôn giáo trong hôn nhân với người Hàn Quốc nhé. Và dù sống ở đâu thì cũng không phải lúc nào cũng được làm theo ý mình hay là lúc nào cũng được tự do thoải mái các bạn ạ. Câu chuyện của một chị người Việt Nam này thì là khi mà đã kết hôn xong sang Hàn Quốc thì vừa sang đến sân bay, người gia đình nhà người chồng đã đến đón chị ấy từ sân bay và đưa thẳng đến nhà thờ. Và mình thì không theo gọi là đạo Thiên Chúa hay là gì đó, tóm lại là theo bên thờ phụng giống như là Chúa Giêsu, nói chung là rất là sùng đạo. Và gia đình người chồng này thì đã đưa chị ấy trực tiếp đến nhà thờ này, sau đó là đưa đến đấy để nói chung là xem cha xứ giảng giải này, rồi là rửa tội hay cái gì mình thì cũng không rõ lắm. Tóm lại là đến đó, không về nhà ngay mà đến đó và ở đó đến hẳn buổi tối. Và tiếp tục bao nhiêu ngày sau đó thì phải đi học đạo này, rồi đến nhà thờ học cách nói chung là làm sao nhỉ, cầu nguyện. Đấy, học cách cầu nguyện. Và sau một thời gian thì chị cứ tưởng đấy là văn hóa của người Hàn Quốc và cũng làm theo. Tuy nhiên thì sau một thời gian khá là dài và liên tục là phải làm như vậy, cho nên là chị cảm thấy rất là khó khăn và nói với mẹ là mình theo đạo Phật. Thì chị đã nói rõ ràng với gia đình nhà chồng là mình không có theo cái đạo Thiên Chúa giáo hay là cái đạo mà nhà chồng đang theo, vì vậy là mình muốn nhà chồng tôn trọng cái tự do tôn giáo của mình. Tuy nhiên thì nhà người chồng phản ứng rất là gay gắt và đã nói là cô là phải làm sao ạ, theo cái đạo của gia đình nhà chồng đang theo, và nếu mà không theo thì sẽ đệ đơn ly hôn. Vì vậy sau 3 năm hay là 2-3 năm gì đó chung sống tại Hàn Quốc thì chị đã phải nói chung là làm cái thủ tục ly hôn với nhà chồng. Thì đấy là một trong những cái vấn đề đầu tiên, lần đầu tiên mà mình nghe thấy là về vấn đề tôn giáo mà một người phụ nữ phải ly hôn với một người chồng. Và sau một thời gian chung sống khoảng vài năm, câu chuyện này thì mình chỉ muốn phản ánh đến một số bạn nào mà muốn tìm hiểu về cách lấy chồng Hàn Quốc hay là đang định lấy chồng Hàn Quốc, thì tốt nhất là lên cẩn thận về vấn đề tôn giáo. Thật may là gia đình nhà chồng mình thì không có theo đạo, cho nên là cũng rất là thoải mái. Nói chung bố mẹ chồng mình cũng rất là thoải mái và vô tư. Và ngày hôm trước thì có một cái chuyện, đó là mẹ chồng mình đã nói là định sang nhà mình, nói chung là đưa đồ ăn hay là gì đó. Chồng mình tự dưng gọi điện, em ơi tí nữa mẹ sang đấy. Ui em giật mình các bạn ạ. Và mình cũng cảm thấy rất là lo lắng. Khi mà bố mẹ chồng mà sang nhà thì có rất là nhiều thứ cần phải quán xuyến, như
Ví dụ như bố mẹ sang thì phải nhà cửa đầu tiên là phải dọn dẹp sạch sẽ. Thường thì em lười dọn nhà lắm các bạn ạ. Nhà thì gọi là không phải là dọn sạch, không có một hạt bụi nào đâu. Nói chung là cứ chỗ nào cần dọn thì dọn thôi, chỗ nào không cần dọn thì cũng chẳng quan tâm lắm. Nói chung là cứ thích vứt đâu thì vứt. Cái tính của em nó cũng khá là bừa bãi đấy. Hay là vứt đồ linh tinh. Và chồng thì suốt ngày hai vợ chồng là hay cãi nhau về cái chuyện dọn nhà này, rồi là vứt đồ vứt đạc. Thường thì em hay dọn nhà bếp, còn chồng thì dọn nhà vệ sinh. Nói chung là cứ phân chia công việc ra rồi. Tuy nhiên thì không thể sạch được như là nhà người Hàn Quốc dọn. Ví dụ như như mẹ chồng em ấy thì rất là kỹ tính. Bố mẹ chồng mà dọn nhà thì nhà cửa sạch tinh và đến nhà nói chung rất là gọn gàng và không có bụi bặm gì cả. Tuy nhiên thì nhà em thì không được như vậy, cho nên là khi mà mẹ chồng nói con ơi tí nữa mẹ sang nhà con đưa cho cái này này lấy cái kia kìa, ôi trời ơi, em rất là lo lắng và đã trời ơi lo lắng ơi là lo lắng và phải đi dọn nhà thần tốc. Và sau khi dọn nhà xong thì thật là may khi mà chồng gọi điện là em ơi mẹ không sang nữa đâu, ôi trời ơi, thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi thì mình cảm thấy cái việc bố mẹ chồng sang nhà thôi cũng thấy rất là stress rồi, chứ không phải nói là cái chuyện mà ở với bố mẹ chồng rồi là phải theo cái đạo này tạo kia. Nói chung là phải làm theo ý của gia đình nhà chồng, thật sự là giống như là mất tự do ấy, không được sống theo cái tấm lòng của mình hay là sống theo cái việc mà mình yêu thích. Vì vậy cảm thấy rất là bức bối và cảm thấy rất là khó chịu các bạn ạ. Lấy chồng Hàn thì có thể là có một cái thời gian mà bạn sẽ không cần phải quá là bận rộn hay là vất vả, đặc biệt là trong khoảng 1 năm đầu hoặc là 2 năm đầu tiên tại Hàn Quốc. Ví dụ như là khi mà mới sang Hàn thì đa số chúng ta được một cái quyền lợi đó là đi học tiếng này, rồi là chưa có quen thuộc với đất nước Hàn Quốc, văn hóa và ẩm thực, cho nên được đi học rất là nhiều thứ như là học văn hóa, học nấu ăn này, rồi học làm quen với xã hội, cũng chưa vội phải đi làm mà cũng không có ai dị nghị gì cả. Và đầu tiên thì sang Hàn đa số người ta khá là thảnh thơi và không có vội vã trong cuộc sống. Tuy em mới sang Hàn, tuy nhiên thì cũng lo lắng rất là nhiều. Tại vì mình thì có tuổi rồi, những cái bạn mà mới lấy chồng Hàn Quốc sang Hàn mà khá là trẻ chẳng hạn, ví dụ như mười mấy, 20 tuổi thì cũng còn đỡ. Và sau một hồi đợi chờ thì bây giờ em đã đến nơi mua sắm rồi đây. Rất là đông, cuối tuần thì họ đi chơi cũng rất là đông các bạn ạ. Dịch dã thì quen rồi cho nên là bây giờ ở nhà thì cũng hiếm lắm. Cuối tuần này họ cũng ra ngoài rất là nhiều. Hiện tại thì ở Hàn Quốc thì dịch một ngày cũng khoảng 1.000 tới 1.200, 300 người. Và đây là một số những cái hiệu hay có và bán ở đây rất là nhiều. Thực sự rất là đẹp, có điều là đắt nên em cũng chẳng có mua lần nào. Đa số là cứ ra mua hàng chợ hoặc là hàng shop bình thường thôi. Còn ở đây thì ngoài đường họ cũng hay giải ra những cái cửa hàng nhỏ như thế này. Như là sinh viên họ bán những cái ốp điện thoại, rồi là những người bán rong họ bán đồ ăn vặt ngoài đường cũng khá là đông. Mình cũng không biết là có phải nộp phí bảo kê hay không. Hôm nào chắc là mình cũng phải mang cái gì ra bán thử các bạn ạ. Một số cửa hàng thì họ sale những cái đồ ăn vặt rất là nhiều và sale rất là rẻ. Đây là quán MLB, hãng này thì khá là nổi tiếng và mình thì cũng rất là thích cái hãng đó. Một số những cái hãng bán vàng giống như đồ trang sức đấy rất là đắt. Em thì cũng chưa có dám mua lần nào. Rồi là giày. Giày dép đồ thể thao ở bên Hàn thì họ rất là chuộng đồ thể thao và đồ leo núi. Đặc biệt là đồ leo núi cũng rất là đắt và nhiều hãng nổi tiếng. Khác với các nước khác, tại vì Hàn Quốc thì là một trong những cái nước họ rất là thích thể thao và chơi một số những cái trò mạo hiểm. Mình nghĩ là những cái nước châu Âu thì cũng thấy rất là đông. Và đây một số cửa hàng bán bánh giống như là ngọt ngọt thơm thơm các bạn ạ. Họ vừa mới nướng xong nóng nóng ăn rất là ngon. Và cái bát này thì họ bán là 4.000 won được 8 cái. Cũng khá là rẻ chứ không là đắt đâu các bạn. Một số cửa hàng đây thì họ bán những cái đồ mùa đông như là tất này, rồi những cái đồ phụ băng dính. Nói chung là ai cần cái gì đều có cái đấy, xà phòng khá là rẻ. Đấy. Bánh này thì mình chưa được ăn đây, hôm nào chắc phải mua ăn thử. Một cái bánh là 5.000 won. Đấy có cả trứng, nhìn nó phồng phồng cũng khá là ngon. Hy vọng hôm nay thì đã chia sẻ với mọi người những câu chuyện vui và một buổi shopping rất là thích ở ngoài đường.